Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng mình con có tiếp tục về một số chậu thiên nga đen. Cái đó là thuộc dòng Majid nha cô chú. Và cái dòng thiên nga đen Majid này nó có hương thơm. Và do cái mặt hoa này nó đen quá nên nhìn trên miệng thổi nó khó nhìn ra. Thiên nga đen nha cô chú. Và nó có một số chậu là đang nụ luôn, có khoảng 5 chậu đang nụ. Và bên con đang có một số cái cây bót. Và hiện tại thì cây lớn đang nụ thì bên con đang bán với giá tiền là 500 nghìn một chậu. Và cây con thì cô chú nào mua một cặp sẽ có giá tiền là 201 một cặp nha cô chú. Thiên nga đen hàng chuẩn mặt hoa như vậy. Và số thoại bên con là 0908 846 804. Và địa chỉ cửa hàng bên con ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu với các cô chú một số chậu thiên nga đen, cây nụ có mã số và một số cây con luôn. Và đây là tên khoa học của nó nha cô chú, thuộc dòng Majid á. Đây là dòng mã số 1 nha cô chú. Đây. Nụ đen kịch luôn nè. Nụ đen nha cô chú. Đây là dòng thiên nga đen. Và giá của giò này là 500 nghìn, đây là mã số 1. Bản lá rất là to luôn. Đây. Bản lá được khoảng 7-8 xăng rồi nè cô chú. Và thân nó được khoảng cỡ 20 nè. Từ gốc lên tới cái ngọn trên 20. Kích thước cũ là khoảng 5-6 xăng. Nói chung là bụi rất là to luôn. Và đây là mã số 1. Giá tiền là 500 nghìn nha cô chú. Cô chú nào muốn chơi hoa thì mình lấy chỗ này về mình chơi hoa luôn. Đây là mã số 1. Giá tiền là 500 nghìn. Dòng thiên nga đen. Hoa thơm. Dòng Majid này thì hoa thơm nha cô chú. Mặt hoa chuẩn như hình. Đây là mã số 1. 500 nghìn. Tiếp tục đây là chậu mã số 2 nha cô chú. Và giá tiền của chậu này cũng là 500 luôn. Và cái vòi này nó dài được khoảng có 40 xăng nè. Đó. Đây thiên nga đen nha cô chú. Một dòng thiên nga đen mặt hoa rất là đẹp. Và cái này bản lá nó cũng rất là to. Nó được khoảng 7-8 xăng luôn á. Và cái kích thước cây cũng khoảng 20 xăng. Và cái củ này á, quan trọng là củ nè, nó mập được khoảng cỡ 5-6 xăng cô chú. Bị ngang nó khoảng 5-6 xăng luôn á. Rất là mập. Và đây là mã số 2. Giá tiền của chậu này cũng là 500 luôn nha cô chú. Mã số 2 thiên nga đen. Này đã có nụ rồi nè, mình về mình xem mặt hoa luôn. 500 nghìn. Bảo đảm là thiên nga đen nha cô chú, mặt hoa chuẩn. Đây là mã số 3 nha cô chú. Và giá của cái giò này nó cũng là 500 nghìn luôn. Cái nụ này á, khi còn nhỏ nó sẽ màu trắng như nè cô chú, nó chưa được lên màu. Nó cái nụ này nó lớn lớn hơn chút thì nó sẽ màu đậm hơn nè. Và khi mà nụ nó bự chuẩn bị nở thì nó sẽ đổi sang màu tím liền, màu đen liền luôn. Đây là mã số 3 giá 500. Kích thước cây từ gốc lên tới ngọn có khoảng 20 xăng luôn. Và bề ngang nó được khoảng 5-6 xăng. Bản lá rất là to, được khoảng 7-8 xăng cô chú. Đây là giò mã số 3. Và giá tiền của nó là 500 nghìn mã số 3. Đây là thiên nga đen. Mã số 3 nha cô chú, giá 500. Tiếp tục đây là mã số 4, cũng là thiên nga đen luôn. Giá tiền là 500 nghìn nha cô chú. Mã số 4, đây. Kích thước từ gốc lên tới ngọn được khoảng 20 xăng. Cái củ thì được khoảng 5-6 xăng. Nói chung là cây rất là đẹp cô chú, cây rất là mướt. Cái nụ do còn nhỏ nên nó chưa được lên màu á. Đây, kích thước cây nha cô chú. Bụi rất là mập luôn, củ rất là to. Giá của giò mã số 4 này đồng giá là 500 nghìn một giò. Đồng giá nha cô chú, mã số 4 500. Tiếp tục đây là mã số 5 nha cô chú. Và kích thước từ gốc lên tới ngọn được khoảng có 20. Cái củ thì được khoảng 5-6 xăng, nói chung là nó rất là giống nhau. Cây này thì có hai vòi, hai vờ hoa và giá tiền của nó là 500 nghìn chẵn nha cô chú. Đây là chậu mã số 5, giá tiền là 500. Cái thiên nga đen đang nụ này thì con chỉ có khoảng 5 chậu thôi. Và tôi đây cũng sẽ giới thiệu với các cô chú một số mẫu hình cây bót nha cô chú. Đồng giá là một cặp là 201 và bên con sẽ ship từ một cặp trở lên. Đây là một số hình cây của chậu thiên nga đen cây bót nha cô chú. Đây. Một cặp của nó là 201. Nói chung là củ rất là đẹp. Này mình chỉ việc mình về mình lấy gió thông bỏ xung quanh là được rồi. Kích thước thì được khoảng 7-8 xăng nha cô chú. Đồng giá là 201 một chậu, 201 cho một cặp cô chú. Và bên con sẽ ship từ một cặp trở lên. Và cô chú có thể mình mua một chậu như vậy và kèm theo phân thuốc hay là cái chậu gì đó để cho nó có giá tiền trên 200 nghìn thì con sẽ gửi hàng đi. Đồng giá là 201 nha cô chú. Và số lượng hiện tại bên con chỉ có khoảng 50 chậu thôi. Đưa hàng này về chỉ khoảng 50 chậu thôi. Thiên nga đen. Hàng chuẩn mặt hoa nha cô chú. Mặt hoa rất là đẹp. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Và địa chỉ cửa hàng phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú.